Ở thôn Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, hầu như ai cũng biết đến em Trần Thị Lanh, phần nhiều là vì em ra đời trong cảnh éo le. Mẹ em là bà Trần Thị Phương, năm nay đã 44 tuổi, từng là một phụ nữ khỏe mạnh, nhưng khi có chồng và sinh cô con gái đầu tên Lê Thị Linh vào năm 1992 thì hóa điên. Sau đó người chồng bỏ vợ con đi biệt xứ. Còn Lanh được bà Phương sinh năm 2002, nhưng không biết cha của bé là ai. Năm 2012, người chị cùng mẹ khác cha là Linh đi lấy chồng và vào Đà Nẵng mưu sinh. Năm 2015, chỗ dựa cuối cùng là bà ngoại cũng qua đời. Từ đây, Lanh sống cùng người mẹ điên dại với khoản tiền trợ cấp xã hội 270.000 đồng một tháng. Lanh phải tự xoay sở để hai mẹ con có cái ăn. Trong ngôi nhà của họ, không có tài sản gì quý giá ngoài hai chiếc giường, một cái quạt điện và mớ nồi niêu song chảo đã cũ. Mỗi lần bà Phương lên cơn điên, bà nói làm nhảm liên hồi, đập phá đồ đạc, thậm chí đánh Lanh. Thỉnh thoảng, mẹ Lanh lại lang thang đó đây, buộc em cùng bà con phải mướt mồ hôi đi tìm. Có khi tìm thấy bà cách làng cả chục cây số. Nhưng dường như, Lanh không nhớ nhiều về những câu chuyện đó. Em nhớ về những lúc mẹ khỏe mạnh. Bà cũng biết bẻ củi nhóm bếp, quét dọn nhà cửa và tự chăm sóc vệ sinh bản thân. Mùa hè này, Lanh quẩn quanh lo cho mẹ ba bữa cơm rau. Bà khát thì em lấy nước, bà mỏi thì em bóp lưng. Đến giờ thì em ép bà uống thuốc. Dạ, em hằng ngày thì ở nhà lật củi rồi làm đồ, việc phát đồ ở trong nhà, trồng cây hay là đỡ chi mong là đời thôi. Chi phí hàng ngày của gia đình. Rồi lại là thì những lúc mẹ lên cơn thì em cũng rất là sợ. Rồi lại là mẹ hay đập phá đồ đạc, rồi là nói liên thuyên, rồi là hay đôi em chạy về đối giống như là ảo tưởng người là không có rồi. Cảnh nhà như thế, nhưng suốt 10 năm qua, Lanh luôn là học sinh giỏi toàn diện. Cháu, hoàn cảnh của cháu thì hẳn là chúng hẳn cực khổ, mẹ hẳn đau. Thì cầu, nhưng mà cầu mong sao là cháu học giỏi từ lớp 1 cho đến lớp 10. Vậy thừa nhận là cháu là một đứa cháu là tuy hoàn cảnh mẹ đau như vậy, cháu phấn đấu học như vậy là rất giỏi, cầu đáng trân trọng và rất mừng. Nhưng mà cái vốn là rất đáng quý và rất thương cháu, mà luôn luôn là giúp đỡ cho cháu là để hoàn thành những cái nhiệm vụ để cháu được học hành để nơi đến chốn, để khi để vào lại học để đỗ đạt. Góc học tập của Lanh chính là cái giường mà em nằm ngủ. Hằng ngày phải chờ đến đêm em mới ngồi vào giường, lùi cùi đèn sách vì chỉ giờ đó mẹ em mới khỏi quậy. Em đang ấp ủ ước mơ cháy bỏng được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và những người nghèo khác không may mắc bệnh tâm thần. Dạ, động lực của em duy nhất của em bây giờ là chỉ có mẹ. Và em muốn học hành thật tốt để có thể là sau để làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và nhiều người khác trên đất nước có những căn bệnh khó chữa như mẹ. Tuy nhiên, với hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện tại, em Lanh cần lắm những tấm lòng của các mạnh thường quân để giúp em hoàn thành ước mơ. Em Linh là một trong những đoàn viên của sản thủy nhưng mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nhỏ thì đã mồ côi ba và mẹ thì bị bệnh nặng. Với điều kiện thì em không đủ điều kiện để học, nhưng mà vượt qua những khó khăn em đã tham gia đầy đủ các năm học và đạt 10 năm liên tục là học sinh giỏi của trường. Và hiện tại thì với hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn, mà với một đoàn xã thì khả năng để hỗ trợ cho em thì chỉ về mặt tinh thần và một số cái nhỏ thôi, không thể đáp ứng được nhiều cái đối với đời sống của em. Thì cũng mong rằng là các mạnh thường quân kêu gọi và hỗ trợ cho em để tạo cho em có một cuộc sống
khá hơn và để tham gia đầy đủ con đường học hành của em để sau này em trở thành người và có ích cho xã hội.